Chân núi Phú Xí. Rất mát nha. Đây. Đẹp hơn mình tưởng. Đây là mấy cái khách sạn. Kia là đỉnh núi nó không chỉ là mấy cái đến kia thôi mà, có gì đâu. Có gì đâu. Mấy trẻ trâu rồi. Trẻ trâu đâu mà trẻ trâu. Mấy trẻ trâu rồi. Trẻ trâu. Anh Minh ơi, đồ nghề của em núi này. Đồ nghề ngon, ngon núi đằng đằng sau tòa nhà này. Họ đi, họ có tour. Phú Xì nó làm gì chơi chọi mồi cát và đá thì có gì đâu. Chỗ nào đẹp để anh em ra check nhé. Nếu không anh em chuẩn bị đây. Khi leo thì mọi người chia sẻ cái đẹp như này thì giờ. Và bây giờ là tôi cứ ở đây đi, anh ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Ôi ơi là trời nó đã sập xuống rồi. Mình đâu mới chạy ra rồi mà. Đang là bảo vào ngồi đấy nhưng mà tôi bảo ông ngồi đi xong rồi. Bảo thay quần áo đi. Xanh ơi, cô bạn đi mẹ này không? Hả? Mày mặc như này này chưa à? Hả? Mày mặc như này thôi. Mặc này rồi, tí lạnh lạnh rồi. Cầm cầm đi, tao vào tao thay. Nhưng mà nhà vệ sinh ở đâu á? À, toilet thì kia đâu. Bên kia thay, bên kia. Bên kia có phòng thay mà. Đông sao? Không đông rái, nó đông bị chiêu. Chứ vào kia thì ngay phải vào trong. Mây nó đã tràn hết xuống rồi. Yo yo yo. Thằng ML. 2 năm rồi mới gặp lại. Đâu mới năm ngoái đi.